Chào các bạn và chào anh chị đã đến với kênh Cắt Thời Gian. Hôm nay mình sẽ nấu rau câu Sơn Tỷ. Ở đây mình có một ít lá dứa và một bịch rau câu. Hiện tại đường ở đây mình sẽ có khoảng 2 lần rưỡi đường các bạn. Còn ở đây là nếu mà các bạn có màu lá cẩm thì mình sẽ làm màu lá cẩm. Còn ở đây mình không mua không có lá cẩm nên mình sẽ làm màu củ dền bằng các cây củ dền đó. Cái củ dền mình mua mình hầm xương các bạn. Giờ mình sẽ lấy màu đó, mình sẽ xay ra là lấy màu. Ở đây mình có một ít cà phê đen, nhà mình tự pha nha các bạn. Và nước cốt dừa, mình sẽ có một chén nước cốt dừa. Lá dứa mình sẽ xay ra lấy một chén lá dứa. Và bây giờ để mình làm hỗn hợp những cái màu này nè. Ở trên đây mình có một cái nồi, để một hồi nước pha màu mình sẽ cho nó vô một bên nha các bạn. Ở đây mình có một cái nồi, mình sẽ bắt nó xuống và quay cái máy xa xích lại một tí nha các bạn, sợ rằng các bạn không thấy kỹ á. Đó, cái máy nó làm sao vị trí cái bếp quá, mình sẽ cho phần này vô một bên nha. Cái can của mình á là khoảng cỡ 1,5 lít nước này bạn. Mình sẽ cho vào đây là mình phải cho vào đây là gần 1 lít nước thôi các bạn. Mình cho vào đây 1 lít nước, còn nửa lít mình sẽ chừa lại. Ở trên bao bì này có ghi là ở trên bao bì này nó có ghi là 2,5 lít nước đó các bạn, nhưng mình sẽ dùng 1 lít nước đi các bạn, chạy một hồi nữa mình còn pha đồ nữa đó. Các bạn sẽ cho 1 lít nước thôi và mình sẽ đổ vô và quậy đều nó lên nha các bạn. Các bạn đổ rau câu và quậy đều nó lên như vậy nè. Đó. Mình sẽ quậy đều nó, sẽ quậy cho nó tan hết ra. Này. 1 lít nước mình nấu trong vòng 1 gói nha các bạn, không nấu nhiều quá nha, nấu nhiều quá là sẽ lỏng á, tại mình hồi mình còn pha nữa các bạn, mình nấu đặc quá thì nó sẽ đặc lắm đó các bạn. Bây giờ mình sẽ ngâm rau câu trong khoảng, mình quậy đều, mình sẽ để rau câu mình ngâm trong khoảng 15 phút cho cái rau câu mình nó nở đó các bạn, rồi mình sẽ trở lại với nó sau nha. 5 phút sau đó, rau câu mình nó đã nở nè các bạn, mình sẽ quậy đều ra và múc qua đây một giá rồi các bạn, 2, 3, 4, 5, mình sẽ múc qua đây 5 giá là mình sẽ bắt bếp ra mình nấu. Mình bắt bếp ra mình nấu 2 bếp, mình sẽ quậy đều 2 bếp một lần nha các bạn. Mình sẽ dời máy lại gần bếp nha. Tiên bạn mình sẽ ra đây và quậy đều. Bên sang bên cạnh mình nó có cái nồi thứ hai đó các bạn, mình cũng sẽ bật ra đây và quậy đều. Mình quậy 2 tay 1 lần nha các bạn. Mình dùng 2 tay mình quậy 1 lần, không cho rau câu mình nó đóng ở dưới nha các bạn. Tại nhớ mình sẽ dùng 2 tay mình sẽ quậy 1 lần cho nó đều. Mình sẽ đợi cho nó sôi một tí nha, mà cái quầy đều nồi lên thì để không làm nó phần dưới này nó sẽ xích cái nồi của mình nè. Mình dùng 2 cái tay mình quậy đều lên, nếu không nó sôi nó sẽ xích cái nồi của mình nữa rồi. Bây giờ nó đã đục rồi bà, nó đã đục cái con con mình nữa. Mình cứ quậy đều nữa thôi. Màu nước rau câu nó đục rồi mình sẽ cho vào đây đường nha các bạn. Nằm ở bên vị trí cái nồi nhỏ thì chắc bạn sẽ cho vào đây là 1 giá đường đi bạn, 1,5 giá đi. Bên cái nồi lớn mình còn lại mình sẽ cho hết cái số đường này vô nha các bạn. Cho hết cái đường này vô. Và đường đó lên. Nó ra là nói chung là nó gần tan hết đường rồi đó nè. Mình sẽ cho máy xa ra một tí và quay thấy 2 nồi luôn các bạn nha. Đó.
Đây mình sẽ đảo đều nó lên như này. Hai tay mình sẽ dùng hai tay đảo như thế này nha. Nó sẽ tan hết đường này nữa bạn. Tan hết đường rồi nó đổ cái hồ cao cao mình rồi nè. Mình sẽ dùng tay vào ngoài mạnh nó lên. Đừng để cho nó sắp nồi nha. Ngoài khi nào mà cảm thấy sôi lúc tốt đó này. Xong rồi mình mới ngưng nó lại nha. Sẽ quậy đều như vậy. Cái nồi lớn, thằng nồi lớn của mình này bạn, nó đã chưa sôi, nhưng mà cái nồi nhỏ mình đã đảm ứng sôi rồi nè bạn. Đó các bạn thấy chưa? Nè mình dắt vô các bạn coi nó sôi đó, nó lên như vậy nè bạn. Đó. Cái nó sôi lúc bốc lên rồi, tại vì nó ít hơn cái nồi lớn này nó nhiều hơn, nó lâu sôi lắm các bạn. Cái nồi lớn nó cũng gần sôi rồi nè. Nó sôi rồi các bạn sẽ canh lửa nó nha, chứ không nó trào nha. Cái số dừa của mình đó mình sẽ cho hết vô cái nồi, cái chén dừa mình sẽ cho hết vô cái nồi nhỏ nha các bạn. Đó, mình sẽ cho hết vô nồi nhỏ. Cho hết vô. Quậy đều nó lên nha các bạn. Mình sẽ quậy đều cái nồi nhỏ thôi. Sẽ hạ ga xuống nha. Còn cái nồi lớn mình sẽ quậy đều tay. Sẽ quậy đều hết nha các bạn. Đừng cứ để nó ấy nha. Một hồi cái nồi lớn mình này bạn nó cũng đã gần sôi nè, nó đặt cái rau câu mình lại nè các bạn. Đó các bạn thấy không? Nó rất là đặt cái rau câu mình, cái nồi nhỏ mình hạ ga nè. Giờ mình sẽ tăng ga lên một tí để cho cái nồi nhỏ mình nó sôi á các bạn. Đó bạn thấy chưa? Đó nhìn nó rất là đặc rồi nè. Mình sẽ quậy luôn cái nồi lớn chứ không nó sẽ đặt lại nha các bạn. Sẽ xích đi dưới cái đáy nồi á các bạn, nên các bạn nên nhớ mà sẽ quay đều á, đều thì quay đều nha. Cái nồi nhỏ mình đang cái nó gần sôi nước cốt lại rồi nè bà, tại vì mình cho cái số nước cốt vừa đó vô nó đã sôi nước cốt lại nè. Cái nồi lớn mình nó đã gần sôi rồi, nó đặt như vậy nè các bạn, các bạn nên nhớ nhìn trong câu nó đặt nè bạn. Là nó đã gần sôi rồi, nó rất là thơm luôn á các bạn. Đó các bạn nhìn nè, con nồi lớn mình nó sôi nè, mình sẽ chậm máy xuống cho các bạn coi nè, nó sôi lên như vậy nè. Đó, nó sôi mình thứ nhất cái rau câu nó sôi mình sẽ canh nó để nó trào nha các bạn. Mình sẽ hạ ra thiệt nhỏ xuống và quậy đều nó lên. Cái nồi nhỏ bên kia của mình nó sôi bùng luôn kìa các bạn, mình sẽ tắt ra nha. Cái nồi nhỏ này mình sẽ tắt ra và quậy đều nó lên. Còn cái nồi lớn mình vẫn cứ cho nó sôi nha bạn. Mình cho máy thấp lại tí. Đó các bạn thấy không, bạn để lửa nhỏ và cho nó sôi như vậy. Mình sẽ nhắc cái nồi nhỏ của mình xuống nha các bạn. Mình sẽ nhắc nó xuống và để nó qua một bên. Cái nồi lớn mình các bạn vẫn để cho nó sôi như vậy á. Rồi mình sẽ quay qua mấy cái khuôn mình nghe các bạn. Khuôn hiện tại là mình có một cái thố nhựa dẻo và một cái khay inox và một cái tô bằng nói chung bằng thủy tinh đó các bạn. Mình thứ nhất mình sẽ đổ cái mùi cà phê mình trước nha. Cái mùi trắng trước bạn, mình xin lỗi, mình sẽ đổ cái mùi trắng như vậy trước đó, các bạn sẽ đổ lớp mỏng như vậy nha. Bên dưới mình sẽ đổ một lớp mỏng trước nha các bạn. Các bạn cứ đổ một lớp mỏng ở dưới trước. Phần cái này như vậy mình cũng đổ một lớp mỏng. Cái khuôn này cũng vậy bạn, mình sẽ đổ một lớp mỏng trước. Là cái lớp màu trắng trước đó các bạn. Mình sẽ đổ trước cái lớp này. Còn mình sẽ múc qua đây làm. Mình sẽ múc qua đây làm mấy giá riêng nha bạn. Mình không biết đặt cái này chỗ nào nữa, hiện tại mình không có chỗ luôn á các bạn. Mình sẽ để trên tay và mình sẽ múc ra đây khoảng cỡ 2 giá. 1 2
mình múc cho đây khoảng cỡ 2 giá như vậy nè bạn. Cho máy đun lại một tí nha. Đây, mình múc có khoảng 2 giá như vậy nè các bạn. Bắt đầu mình sẽ cho mùi gì trước nè. Mùi củ dền trước đi các bạn. Mình sẽ làm một cái mùi củ dền trước nha. Mình dùng cái giá này, mình sẽ làm mùi củ dền. Nó như mùi lá cẩm vậy đó các bạn. Đó, nhưng mà cái này củ dền nha bạn, không phải mùi lá cẩm nha. Và mình sẽ dùng một cái tô nữa nha các bạn. Mình cũng muốn tương tự như vậy ra. Là hai giá ra. Mình sẽ đặt đây. Mình sẽ đặt kế bên cạnh tại vì mình không có chỗ đó các bạn. Đó, sẽ đặt kế bên cạnh. Mình sẽ cho cái mùi lá dứa nha các bạn. Mùi lá dứa. Cho hết cái mùi lá dứa vô. Mình sẽ quậy đều đó lên. Và còn một mùi cà phê nữa, mình sẽ dùng một cái tô nữa, mình cho một mùi cà phê nữa nha các bạn. Mình cũng múc tương tự như vậy, cũng hai giá như vậy. Mình sẽ múc lên hai giá và cho mùi cà phê nha các bạn. Mình sẽ đặt vị trí ngay đây luôn. Mình sẽ cho cái mùi cà phê vô. Mình thử mùi thử coi để nó có đậm quá không? Nếu đậm quá mình sẽ ngưng nó lại nha. Còn nếu như mà chưa đậm thì các bạn sẽ cho vô. Mình sẽ cho hết mùi cà phê vô. Còn củ dền hồi nãy mình cho vô nè bạn, mà còn chừa lại một ít mình sẽ cho vô hết cho đậm mùi luôn nha. Cái phần mình chuẩn bị mình sẽ cho vô hết. Đây các bạn. Đó. Ba mùi của mình nè bạn. Ở bên phía trên là mùi trắng. Bây giờ thành phần trong đây mình sẽ kiểm tra thử. Ở trên bếp mình sẽ tắt ra đi nha. Còn một xíu mình sẽ cho lớp mặt. Bây giờ phần này mình sẽ kiểm tra nó ngay các bạn. Và đổ nó tiếp tục nha. Lắc mùi cho các bạn coi nè. Đó, nó sẽ đặt khoảng cỡ 50-50. Đó. Bây giờ mình sẽ cho một cái mùi này vô trước này bạn. Nha, mình sẽ cho mùi này vô. Mình sẽ chế mạnh xuống nha các bạn. Và ở đây cũng vậy, mình cũng sẽ chế mạnh xuống. Phần này cũng vậy bạn, mình cũng sẽ chế mạnh xuống. Cái mùi củ dền nó rất là đẹp luôn á các bạn. Bây giờ mình sẽ cho mùi cà phê nha bạn nha. Đây, mùi cà phê của mình. Mình sẽ cho vô. Rồi chế mạnh nó lên. Bên này cũng vậy các bạn. Rồi mình sẽ cho mùi lá dứa. Các bạn cứ chế mặn nó xuống. Mình sẽ chế nó như vậy nha bạn. Mình tiếp tục chế màu trắng lên nha. Mình sẽ chế nước màu trắng lên. Bên đây cũng vậy nè, mình sẽ chế màu trắng lên. Cái này cũng vậy, mình sẽ tiếp tục là chế màu trắng lên như vậy. Các bạn cứ chế mạnh nha. Không có sợ nha. Mình chế thêm màu dền lên bạn.
chế màu củ dền luôn. Mình chế hết màu củ dền lên rồi mình sẽ quay qua màu cà phê nha các bạn. Rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ chế tiếp tục màu cà phê lên. Các bạn cứ chế tiếp tục cái màu cà phê nó lên trên cái phần này. Mình cứ đổ mạnh tay nha bạn. Cái đổ mạnh tay lên như vậy. Mình sẽ đổ tiếp tục màu trắng lên nha các bạn. Mình sẽ đổ tiếp tục màu trắng lên. Mình sẽ đổ hết màu trắng lên. Mình sẽ đổ cái này cũng vậy rồi. Tiếp tục cái màu trắng lên. Bạn cứ rưới mạnh tay lên. Mình sẽ đổ mạnh tay lên nha bạn nha. Và mình sẽ quay qua là cái mùi cà phê hạt củ dền tì các bạn nha. Mình sẽ quay qua mình lấy dưới. Các bạn cứ đổ mạnh tay lên. Chứ có màu lá cẩm thì nó cũng đẹp các bạn. Nhưng mà mình mua không có màu lá cẩm. Các bạn cứ đổ đều như vậy. Màu lên nha bạn. Còn màu nào chúng ta sẽ đổ lên hết màu đó. Thế này dẻo rất là ngon ha. Thì chúng ta sẽ đổ lên trên cái mặt nó nha. Cứ đổ mạnh tay lên. Các bạn đừng sợ gì hết. Mình cứ đổ lên như này. Xong nhìn mùi lá dứa nè. Mình sẽ đổ mùi lá dứa. Bạn là có đường phèn mà sẽ nói đường phèn ngon hơn các bạn. Nhưng mà nhà hồi hiện tại nãy là hết đường phèn rồi, mình sẽ dùng được cát trắng. Đường nào cũng được, phải cát trắng cũng được mà đường phèn cũng được. Mình sẽ dùng ở dưới. Mình đổ lên hết như này. Đây mình sẽ dùng nước cà phê nha bạn. Đổ hết lên nha. Cái quậy đều của tô mình lên nha bạn. Cái quậy đều lên xong mình đổ vô. Mình còn một ít nước màu trắng nha bạn. Đó. Cái này là nó sẽ đặt lại đó. Mình sẽ đổ nó lên trên mặt luôn nha các bạn. Sẽ đổ nó lên như vậy. Các bạn cứ dùng nhẹ nhàng và đổ nó hết lên rồi. Đặt luôn các bạn nha. Rồi mình sẽ cho qua một bên. Và sẽ còn nước màu này. Nó cũng đang đặt luôn rồi bạn. Mình sẽ cho nó lên đây. Rồi bây giờ mình sẽ cho một ít nước dứa mình còn nữa bạn. À, mình sẽ cho lên trên mặt luôn. Rồi, mình sẽ
xong hai màu. Mình còn lại một ít cà phê các bạn. Đây, một ít nước cà phê. Và trên đĩa mình còn một chút các bạn. Mình sẽ để gai nhỏ lên như này. Mình sẽ để gai nhỏ. Và đây còn một nước cà phê bạn, mình sẽ đổ lên trên mặt luôn. Mình sẽ đổ hết lên trên mặt nó nghe các bạn. Các bạn sẽ đổ hết lên trên mặt như vậy. Rất là đẹp luôn đó các bạn. Đó, bây giờ mình còn một lớp nước màu trắng, mình sẽ cho cái mặt này hơi khô một tí, mình sẽ đổ lên nha các bạn nha. Các bạn sẽ dùng một chiếc đũa, mình sẽ cho màu nó ra như các bạn. Đó, như màu này nó cũng được rồi, mình khỏi phải dùng đũa cũng được. Đó. Màu này nó rất là đẹp rồi các bạn, mình khỏi phải dùng đũa cũng được nha. Các bạn thích thì mình dùng đũa, mình đưa rừng nhẹ nha các bạn. Đó, nhẹ lên như vậy. Nhưng mà bây giờ khổ cũng được bạn ơi. Tại vì này nó rất là đẹp đó. Bạn thấy không? Nó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ chờ cái lớp mặt nó khô một tí. Bây giờ nó hơi khô này bạn ơi. Mình sẽ đổ một cái lớp màu trắng lên nha các bạn. Mình sẽ tắt ra. Và đổ một cái lớp màu trắng lên. Còn quá giờ mình sẽ đổ cái lớp màu trắng lên nha. Mình sẽ cho bụi một tí và đổ cái lớp màu trắng lên trên mặt nó nha. Khô một xíu ta sẽ đổ cái lớp màu trắng lên nè các bạn. Mình sẽ lấy cái lớp màu trắng lên cái mặt nha các bạn. Chúng ta sẽ đổ như vậy và cho nó lắp cái mặt nó nha. Nó rất là đẹp luôn các bạn. Nếu bạn nào rảnh mình sẽ vào bếp làm nha. Bạn bè mình tới nhà chơi cũng được nè. Còn không nữa mình bỏ tủ lạnh cho con mình ăn cũng được. Nó rất là ngon, mình thấy nó đẹp quá bạn ơi. Mình sẽ chép hết đi nha bạn. Sẽ áo có lớp mặt lên. Rồi. Bây giờ mình sẽ để cho nó nguội và bỏ tới tủ lạnh nha bạn. Mình sẽ cắt ra cho các bạn mình cùng coi nha. Con mình để đông lại bạn, mình dùng một cái tấm thớt và lấy một cái màng bọc. Mình định bao thức ăn á, mình sẽ bao nó lại ha các bạn, gọt một tờ giấy bỏ lên cũng được. Ở đây mình có một cái bao tay, mình sẽ đeo cái bao tay vô nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Màu di đích nó cũng rất là đẹp luôn nè. Mình sẽ cho các bạn coi. Rất là đẹp màu di đích. Cái màu của giờ nó tương tự như màu lá cẩm nha bạn. Ta sẽ dùng con dao và điểm nhẹ như vậy. À, mình xin lỗi. Mình quen nhau các bạn để nhẹ như vậy. Chúng ta sẽ lật nó xuống nha các bạn. Đó. Đó rất là dễ như vậy luôn. Cái màu nó rất là đẹp luôn á các bạn. Các bạn thấy màu dưới không? Vừa một lớp trắng, vừa một lớp củ dền nè các bạn. Và màu cà phê nó hồi hộp là nó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cắt nha các bạn nha. Mình sẽ xay nó qua. Cái đây cái lớp mặt đầu tiên các bạn sẽ cắt bỏ nó ra. Các bạn nhìn nè. Cái mặt đầu tiên mình sẽ cắt bỏ nó ra một bên nha. Màu nó hồi hộp nó giống như là đá cẩm thạch đó các bạn. Rất là đẹp.
Còn phần mé trên mình sẽ ốp một lớp màu trắng các bạn. Bây giờ mình sẽ chấn ra, mình chấn ra hình vuông nhỏ ha, ha l dày các bạn mình cùng coi nha. Cái màu nó lên rất là đẹp nè bạn, nếu như mà mình có tì gì mình làm cũng được. Ôi mình xin lỗi, mình có tiền gì mình làm cũng được đó các bạn. Còn nếu như mà không có tiền mình làm cho con mình ăn cũng được, hoặc bạn bè mình tới nhà chơi cũng được đó. Bạn thấy rất là đẹp không? Bây giờ mình sẽ chấn ra hết và mình xếp lên dĩa cho các bạn nha. Cái thớt nó mang cái bao tay này nó hơi trơn các bạn. Ở đây mình sẽ chấn hình xéo nha, mình sẽ chấn xéo như vậy. Ở đây mình sẽ chấn hình vuông. Còn phần này á, các bạn thích mình chấn, mình sẽ chấn hình vuông như vậy, hoặc mình chấn đây bạn, hình vuông mình chấn như vậy, hoặc mình chấn như vậy cũng được. Mình sẽ chấn xéo nha các bạn nha. Đó. Sẽ chấn xéo như vậy. Nó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ xếp lên cái dĩa cho các bạn thôi nha. Giờ mình sẽ xếp lên dĩa cho các bạn coi nè. Cái màu lá dứa là cái màu tự nhiên các bạn, và màu củ dền của mình cũng màu tự nhiên. Cái lá cẩm á các bạn, nó tương tự như màu củ dền nha. Nước cốt dừa nè bạn. Đó, các bạn thấy nó rất là đẹp không? Phần trên mình cho phủ một lớp trắng. Nếu các bạn nào không thích cái phần trên lớp trắng thì mình khỏi phủ cũng được nha các bạn. Đó, phần này mình còn một miếng nè, các bạn nhìn coi nè. Cái màu nó ra rất là đẹp, nó tương tự như là cái màu đá cẩm thạch của mình đó bạn. Đây mình sẽ cho máy lại gần cho các bạn coi đó. Ở phần mé bên mình có khoảng 3 cái lá dứa để mình trang trí cho nó đẹp đó các bạn. Tại vì cái món này của mình là từ lá dứa và củ dền, cà phê, cái mùi cà phê thiên nhiên của mình đó bạn. Đó, rất là ngon và rất là đẹp, rất hấp dẫn luôn đó các bạn. Nếu các bạn nào cảm thấy thích video của mình đó bạn, thì các bạn nhớ bấm like và đăng ký cho mình. Các bạn nhớ bấm vào cái chuông và để có video của mình lên là các bạn coi nha các bạn. Video mới mình sẽ phát lên. Phần chia sẻ các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi nha. Đó, rất là đẹp, nếu có tiệc tùng gì mình làm cũng được bạn. Còn nếu không có mình sẽ làm ở nhà cho con mình ăn cũng được á. Các bạn thấy đẹp không? Nó giống như là mùi cẩm, cái màu màu cẩm thạch hoặc màu đá đó bạn. Đó, tương tự. Cái này là rau câu sơn thủy nha các bạn. Đó. Phần ngoài mình còn một miếng nữa nè. Mình chúc các bạn ngon miệng và hẹn gặp bạn lại buổi tối lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.